Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, theo tử vi học, những người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 nữ mạng, có thiên can là Nhâm, thì phần lớn là những người có cuộc đời, có nhiều may mắn và đặc biệt là trong năm 2022 này, cuộc sống của họ có được nhiều may mắn hơn người khác. Về tài vận hanh thông và có một gia đình ổn định và hạnh phúc. Trong số 12 con giáp, những người tuổi Nhâm Thìn, nữ mạng, cả đời được hưởng vinh hoa phú quý, có quyền cao chức trọng. Hơn nữa, do những người này có tính tình hiền lành, cương trực, ngay thẳng và thích giúp đỡ người khác cho nên được thần tài, chiếu cố ban lộc trong năm 2022. Và cũng chính nhờ vào những việc tốt đẹp mà tuổi Nhâm Thìn, nữ mạng hay làm đó đã tạo nên cho họ những phúc đức cho con cháu. Trong công việc và cuộc sống, luôn luôn được quý nhân giúp đỡ, bạn bè yêu mến và kính trọng. Mặc dù thời gian trước họ có nhiều gian truân vất vả, nhưng mà sang năm 2022 với họ có thể nói rằng đây là một kỷ nguyên mới. Sự thay đổi chóng mặt của họ khiến cho biết bao người phải cúi đầu nể phục và đôi khi chính họ cũng bị bất ngờ trước những thành công này của mình. Sự thành công và may mắn của tuổi Nhâm Thìn đến từ đâu? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi video chi tiết ngay sau đây. Tổng quan vận mệnh tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 nữ mệnh trong năm 2022. Xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2022, Nhâm Thìn sinh năm 1952 nữ mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao thái bạch, vận hạn thiên la, hạn tam tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952 nữ mệnh phạm tam tai, hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Thìn gặp Dần, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Xét về mối quan hệ thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong năm nay, những người tuổi Nhâm Thìn cần phải đề phòng có tranh chấp với gia chủ, em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Trong năm Nhâm Dần 2022, các tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 cần phải chú ý tháng Canh Tuất, tháng 9 âm lịch từ ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với các tuổi Nhâm Thìn. Vào những ngày này, các bạn cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Vậy nên cần phải mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế là vật phẩm hàng đầu chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước kim bài có khắc hình thái tuế tinh quân, hạ ngạc, đại tướng quân. Mặt sau là lệnh phù thái tuế, mang theo bên mình một kim bài thái tuế để được may mắn và bình an, quý gia chủ nhé. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Nhâm Thìn sinh năm 1952 nữ mệnh. Trong năm 2022, các bác nữ mệnh Nhâm Thìn sinh năm 1952. Năm nay, gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Hóa giải, thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 âm lịch, hướng về chính Tây để làm lễ giải hạn. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch anh đen. Để giải hạn được sao Thái Bạch, mọi thứ cần chuẩn bị phải có màu trắng. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu trắng gói lại hoặc lót giấy màu trắng xuống phía dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Bài vị, dùng sớ viết trên giấy màu trắng có ghi dòng chữ Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân Vị Tiền. Lại về hướng Tây vào lúc 18 giờ đến 20 giờ. Qua 20 giờ đêm, mang bài vị vào nhà bếp đốt là được, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế.
vì sao Thái Bạch thuộc hành kim, cho nên trong năm này, mệnh chủ nên tránh mặc hay dùng những đồ vật màu trắng là tốt nhất. Màu sắc phong thủy của những người này là màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy. Dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá. Những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp cho mệnh chủ hóa sát cầu an. Các bác nhâm thìn sinh năm 1952 nữ mệnh năm nay gặp hạn thiên la. Khi gặp phải tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh tật kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý đương số, có thể gặp phải chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm và thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn thiên la này, vợ chồng thường mâu thuẫn bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra ghen tuông, lời qua tiếng lại. Hạn thiên la là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Về sức khỏe, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Sau đó, hãy kết hợp với rèn luyện thể dục, thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu bia, thuốc lá. Về mặt tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi, tai tiếng. Về tâm lý, cần phải bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc, không nên tự lo âu phiền muộn. Thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chứa đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến cho tâm trạng càng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Luận tử vi nhâm thìn sinh năm 1952 nữ mệnh theo tháng âm lịch năm 2022. Tháng 1, vui xuân đầu năm cùng gia đình, nhưng các bác tuổi nhâm thìn nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Tháng 2, công việc làm ăn của các bác trong tháng 2 có thể bị người khác phá hoại, gia đạo có chuyện buồn. Tháng 3, người trong nhà có thể có tỉ vết dao kéo ở trên người, cần phải cẩn thận sử dụng các vật sắc nhọn trong tháng này. Tháng 4, những công việc làm ăn của con cháu thuận lợi, mở mang nhưng cần chú ý cửa quan, pháp lý. Tháng 5, đây là tháng các bác tuổi nhâm thìn có tin vui trong gia đạo, ngoài ra chú ý vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tháng 6, gia đạo trong tháng này thiếu hòa khí, sức khỏe các bác không tốt nên chú ý việc ăn uống. Tháng 7, các bác đón tin vui trong việc làm ăn của gia đạo. Tháng 8, đây là tháng các bác có sự thay đổi trong việc làm ăn hoặc con cháu có thể xuất hành đi xa làm ăn. Tháng 9, trong tháng 9 có sự hao tiền tốn của nhiều, cùng với đó sức khỏe kém, dễ ốm đau bệnh tật. Tháng 10, tháng này gia đạo các bác có sự sửa sang lại phần mộ của gia phả tổ tiên hoặc là gia đạo sửa sang và mua bán. Tháng 11, đây là tháng các bác có tin vui, nhiều việc may mắn, hạnh phúc, làm việc gì trong tháng này cũng được thuận lợi. Tháng 12, tài vận tiền bạc có lộc do con cháu biếu tặng, nếu bệnh tật hay ốm đau trong tháng cuối năm thì cũng đều nhanh khỏi. Tổng kết tử vi nhâm thìn sinh năm 1952 nữ mệnh trong năm nhâm dần 2022. Về sự nghiệp, đối với hầu hết những người tuổi nhâm thìn sinh năm 1952, may mắn cho sự nghiệp có thể lững lờ, đi ngang. Nếu bạn là một nhâm thìn tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp của bạn có thể còn tồi tệ hơn. Năm nhâm dần 2022, tuổi nhâm thìn sinh năm 1952 đã bước vào độ tuổi thất thập cổ lai hy. Nên bản mệnh không nên có tinh thần ganh đua quá mức trong công việc. Hãy thỏa mãn và hài lòng với những gì mình đang có. Không nên yêu cầu quá mức ở bản thân cũng như con cái, mọi người xung quanh. Nên tránh xa những lời dụ dỗ của người ngoài trong việc bỏ tiền đầu tư, rất dễ bị lừa gạt. Trước khi đưa ra quyết định lớn nhỏ nào, tốt hơn là nên trao đổi với con cái trong nhà, không nên tự mình đưa ra quyết định khiến lâm vào rắc rối. Về tài chính, năm nay tình hình tài chính của các bác tuổi nhâm thìn sinh năm 1952 ổn định chứ không vượng. Vì vậy, người tuổi này cần phải chú ý tránh xa những đầu mối đầu tư mạo hiểm đem lại lợi nhuận cao, nhưng kèm theo đó là rủi ro lớn. Tuổi này nên dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình, tránh ham làm giàu, chớ nên nghe theo những lời ngon ngọt của người ngoài mà đem hết tiền tiết kiệm của mình đi đầu tư vào những nơi không đáng tin cậy. Về sức khỏe, năm nay tình hình sức khỏe của người sinh năm 1952 không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận khi sử dụng các vật phẩm bằng kim loại, tránh cho bản thân bị thương.
Một số người bị đau xương khớp gân cốt thì không nên vận động mạnh, chú ý tìm những hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao phù hợp theo độ tuổi. Các bác nếu có thời gian thì nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Các bác nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là các bác tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, nữ mệnh. Về tình cảm gia đạo, xem tử vi năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Nhâm Thìn không gặp nhiều biến động trong chuyện tình cảm, bản mệnh nhận được sự quan tâm yêu mến của con cháu trong nhà. Mối quan hệ với hàng xóm xung quanh cũng tốt đẹp, thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Đến tuổi này, bạn nên tận hưởng những năm tháng yên bình, tốt nhất hãy giữ tâm lý lạc quan, tích cực, luôn hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Dù có phải gặp vấn đề gì bất ngờ, bản mệnh cũng chớ nên lo lắng quá mức, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Những người tuổi Thìn sinh năm 1952 cần phải giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Trong năm nay, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng một cách thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Các bác nên mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 nữ mệnh để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 nữ mệnh trong năm 2022 Nhâm Dần. Và chắc hẳn quý vị cũng đã biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống của mình để thay đời, đổi vận, ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những nội dung lần sau.